Thì hiệp hội là những cái sân chơi tạo nên để cho mọi người cùng với nhau phát triển, nâng tầm cái ngành làm đẹp. Và tôi cũng rất vui mừng và cũng gửi lời cảm ơn tới những chi hội ở các tỉnh và đặc biệt là khu vực phía Bắc. Và chị Nhung cũng là một người những lá cờ đầu trong cái chương trình của hiệp hội và đã tạo điều kiện cho tất cả các hội viên đã gặp mặt tại ngày hôm nay. Và cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các nhà tài trợ ở Kim Cương và những nhà tài trợ đã cùng đồng hành cùng hiệp hội xây dựng cái hình ảnh cho hiệp hội trong những ngày tháng mà hiệp hội phát triển tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Nhằm tri ân và giao lưu giữa các hội viên Hiệp hội Làm đẹp Quốc tế khu vực phía Bắc, tổ chức chương trình gặp mặt thường niên, giao lưu kết nối, kết gắn, hỗ trợ và trao chứng nhận kết nạp hội viên trong Hiệp hội đối với các hội viên. Mục đích và ý nghĩa của Hiệp hội Làm đẹp Quốc tế là liên kết, hợp tác kinh doanh, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân giới thiệu quảng bá, xây dựng thương hiệu hàng hóa, thúc đẩy hoạt động giao lưu, tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, phát triển thị trường trong xu thế hội nhập quốc tế.